Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại điện tử đang giữ vị trí quan trọng là giải pháp hiệu quả thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, dù các kênh thương mại điện tử ngày một nở rộ và có nhiều hoạt động hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ, nhưng vẫn còn nhiều sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa tiếp cận được các nền tảng kinh doanh hiện đại này. Thời điểm này, một số địa phương đã lên kế hoạch tiêu thụ nông sản trước khi vụ thu hoạch chính thức bắt đầu. Tìm đầu ra ổn định cho nông sản luôn là bài toán khó với không ít địa phương. Vì vậy, ngay lúc này, một lối ra hữu hiệu cho sản phẩm là thông qua các kênh thương mại điện tử. Hiện chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có nhiều cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng địa phương thông qua thương mại điện tử. Nhiều hoạt động phối hợp giữa các bộ ngành địa phương với những nền tảng thương mại điện tử lớn như Postmart, Sendor, Vỏ Sò, Tiki, Shopee, Lazada đã hỗ trợ hàng nghìn lượt doanh nghiệp tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản như miến rong Cao Bằng, hồng trà Phìn Hồ Hà Giang, gạo xén Cù Lào Cai, nấm hương Cao Bằng đã được đẩy mạnh tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử, mang đến làn sóng mới trong sản xuất kinh doanh và giảm sự phụ thuộc vào phương thức bán hàng truyền thống. Điển hình là mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, nền tảng TikTok và các đơn vị liên quan tổ chức thành công khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Sự kiện này đã thu hút hơn 150 học viên đại diện cho các doanh nghiệp, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai và 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Năm 2024 thì Cục Xúc tiến Thương mại chúng tôi cũng tiếp tục là duy trì cùng với TikTok Việt Nam để mà triển khai 15 cái khóa tập huấn tương tự như cái triển khai của năm 2023. Tuy nhiên, 2024 thì chúng tôi với cái mô hình, cái phương thức nó sẽ đổi mới hơn một chút, đấy là sẽ tập trung vào các cái khóa tập huấn mà theo các cái vùng miền và nó có quy mô lớn hơn. Đặc biệt là nó sẽ gắn vào các cái hoạt động của các cái chuỗi hoạt động ở 6 cái vùng kinh tế trọng điểm để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp rồi hộ kinh doanh của không chỉ một tỉnh thành mà của các cái tỉnh thành nằm trong 6 cái vùng kinh tế trọng điểm đó. Thực tế là cái kỹ năng bán hàng ở trên cái nền tảng số trong cái thời gian vừa qua mặc dù đã được triển khai rất nhiều, thế nhưng mà mới thấy là cái kỹ năng đó của các cái thương nhân, thương lái, các hộ kinh doanh ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Thế và qua đây thì tất cả các học viên tham dự cũng như là các cái đối tượng quản lý thì mới nắm được rõ hơn. Bởi vì đây là một những cái đơn vị mà có tính rất là chuyên nghiệp. Người ta sẽ truyền đạt đến học viên những kiến thức là để người dùng hoặc là người tham gia này có thể tự mình để triển khai được những cái trên những cái ứng dụng thương mại điện tử để đưa những sản phẩm hàng hóa của tỉnh, đặc biệt là nông sản. Trong đó thì có những sản phẩm như mùa vụ ở Lào Cai như là quả mận, quả lê, rồi là những cái sản phẩm mùa vụ khác ở trên địa bàn tỉnh được tham gia với thị trường nó được tốt hơn. Lào Cai không chỉ là cầu nối giao thương hàng hóa hữu hiệu giữa Việt Nam, ASEAN và thị trường Trung Quốc, mà tỉnh còn là địa phương có nhiều nông sản đặc sản nổi tiếng. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 192 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 5 sao. Nhờ đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, các sản phẩm của tỉnh đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Năm 2021 thì tỉnh Lào Cai về chỉ số thương mại điện tử của tỉnh Lào Cai xếp thứ 46 trên 63 tỉnh thành phố. Thì sau 3 năm đến năm 2023 thì chúng tôi đã tăng 25 bậc và đứng vị trí thứ 21 trên 63 tỉnh thành phố. Đây không chỉ là cái nỗ lực riêng của Lào Cai mà thành quả của đó là có nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Xúc tiến Thương mại cũng như các cục vụ của các bộ ngành trung ương hỗ trợ Lào Cai trong phát triển thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại địa phương và đẩy mạnh việc kết nối theo vùng thông qua một loạt các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng là một đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã góp phần đưa hàng trăm sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu lên tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, đơn vị này cũng triển khai nhiều chương trình hợp tác với sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới để ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới. Qua đó, sản phẩm đặc sản của Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sẽ được xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc phát triển hạ tầng logistics là rất cần thiết và quan trọng. Vì vậy,
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị cung cấp, cung ứng dịch vụ chuyển phát trên thị trường để có thể hình thành được mạng lưới và hỗ trợ chuyên biệt cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như người nông dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiêu thụ nông sản một cách hiệu quả.